đoàn ngũ quá gia nhân với Trắng Hoa Mai, Minh Sa, Ngọc Bích, Ngọc Trung, Mỹ Duy, Lê Quân sẽ mở màn chương trình tổng hợp kẻ lương hồ quả tri ân bộ nghiệp.
cô quá lắm rồi nha. Có ok không? Có rồi, chịu chứ thôi. Anh đưa kẻ rồi. Tụi em sợ là bé thở ra hết nha. Trời ơi anh ơi. Mẹ đi anh lên đi. Đâu lên cho bé nó yên mà. Cho nó biết mà. Nó đẻ quay ra thôi. Trời mẹ em ơi. Thấy gì chứ. Chỗ ta nghe hiểu à. Nghe hiểu à. Sao sao đâu có đâu, bạn em là cái mặt nó biểu cảm.
món quà cũng tặng cho em. Hả? Tặng quà hả? Ờ, nhưng mà đặt về á, tặng cái gì vậy? Tôi mua kẹo cho em nè. Kẹo hả? Không? Ừ, sao anh Dương tặng kẹo hoài vậy? Thì con gái nào mà chẳng thích kẹo ngọt ngon? Ừ, kẹo ngọt á, thì sao? Thì cho em ăn, em sâu ăn nè. Rồi, rồi thế nào em sẽ tới đến cái tiệm làm răng của anh. Em biết sao không? Anh biết con gái thì bao giờ à? Cùng ăn kẹo ngọt con à? Anh nhớ thiệt là tâm lý tốt chỗ em. Nhớ rằng anh có rất nhiều đào đúng không? Thời không có em. Từ lâu anh thiệt em kẹo cho vui mà. Cầm cầm đi cho.